Xin mến chào cô bác anh chị. Hôm nay Thiện tới đây quay phim ngôi nhà của anh Dương Hưng. Thì hôm nay cái ngôi nhà của anh cũng được cuốn nền tráng xi măng rồi đó, thì cũng rất là mừng. Thì hôm nay do cái nền của anh nó thiếu cát á, thì mình đưa cát vô nền nó đủ thì hôm nay mới làm được đó. Thì một vài hình ảnh gửi đến cho cô bác anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ cái ngôi nhà này đó, để cho theo dõi cái ngôi nhà của anh chị ha. Bữa nay thợ lại làm ngôi nhà cho chị mừng không? Dạ. Ngôi nhà này là muốn sập rồi phải không? Dạ, bữa hổm dông tới nó sập rồi chứ. Dạ. Dạ. Hay nó tóc hết trơn rồi. Dạ. Rồi con gái giờ cũng đang ngủ chỗ hả? Dạ. Thì cái này hôm nay chán á, là mà ngày mốt lại dựng nhà cho chị ha, rồi xong cái lót gạch cho gia đình luôn đó. Thì khi mà cái nhà lót gạch xong á thì anh chị dọn đồ bên đây qua bên đây ở luôn, chứ không có cần phải đợi ha. Khi mà nhà xong là vô ở luôn à, chứ để ở đây mà mốt nó đè chết luôn á. Không ai qua bên nhà đây ở tạm được không? Nhà mẹ á. Không sao đâu mà. Chưa thấy này mưa gió một bữa hai bữa nữa thì cũng nguy hiểm lắm á. Sợ mấy đứa nhỏ nó chạy ra không kịp. Tối thì hai đứa lớn nó ngủ ở trên nội, còn nhà nhỏ ngủ với em. Thì cũng chúc mừng gia đình ha. Khi nào mà nhà cất xong á thì em tới đây em quay phim lần nữa. Dạ. Nhà có giường ngủ chưa? Có hai cái mà nó mục hết, một cái bự. Mục hết hả? Dạ. Đây có gì tới nữa sắm cho bộ giường ngủ nữa. Dạ, hồi đó tới giờ nó mục hết trơn, ngày mưa đó rồi nó tạt cho nó dùm mục hết. Còn cái này đang nằm. Dạ. Ở đây là cái công đoạn làm nền. Ở đây Thiện có mướn thợ ở Sài Gòn xuống. Chú ở quận mấy chú? Tôi ở An Phong. Quận An Phong hả? Quận Gò Quao hả? Quận Gò Quao chứ không phải quyện hả? Quyện Gò Quao. Nãy giới thiệu thợ ở Sài Gòn xuống mà. Thợ này thì 30 năm kinh nghiệm rồi, nên làm cái nhà nào cũng đẹp hết á. Gừng càng già càng cay. Mà tới là chuẩn hộ không kịp luôn mà. Đúng rồi đó, làm tới chuẩn hộ không kịp luôn đó. Chán chết chứ nào. Bình nên chán rồi, tới chuẩn hộ không kịp luôn. Người. Quá dữ rồi. Này phải tuyển dụng vô kênh Cuộc Sống Về Miền Tây luôn mới được. Ở giờ thời trẻ nó có bằng già. Dạ. Đâu. Bây giờ. Ôi, có dấu giò kìa không vậy? Mình chúc mình cán hồ dậu đó nó đuổi mấy gà. Sao phải giữ gà nha. Nhốt lại có cái bộ. Này là anh chủ nhà. Ở đây là Danh An. Hôm trước thì cũng có cất nhà xong rồi đó. Thì cũng có đi theo làm với chú thợ hộ bên đây, chú Hùng. Bữa nay mừng không anh? Mừng không?
Bữa nay em có đi làm hả? À? Ở đây tiếp à? Em mới cho hai hôm qua ở chỗ này. Dạ. Cố gắng làm đi, ngôi nhà mình đã khoảng cỡ 3 bữa nữa xong rồi. Này cỡ 1 tiếng nữa rồi em dự ha. Dạ. Dạ tắm nắng hả? Tắm nắng. Gái hả chị? Gái. Đứa này nữa là ba đứa rồi phải không? Thêm đứa nữa không? Không. Đủ cổ ngoài kìa ăn á, anh sẽ thêm nữa à. Thấy cưng quá ha. Mới có 1 tháng 2 mấy ngày. Hôm trước ngày nay bị gì đó rồi có đi bác sĩ chưa? Dạ bữa không có ẩm đâu ra dây thanh nè, mà tao nói bé còn nhỏ quá, cỡ 3-4 tháng ngày qua tái khám lại 1 lần nữa. Dạ, cho thuốc uống hả? Nó cho thuốc nhỏ với thuốc rửa. Dạ, thấy đỡ không chị? Cũng thấy cũng vậy mà. Thấy cũng vậy mà có nó có khóc rồi này kia không? Có, ban ngày thì nó đỡ, còn ban đêm thì nó quậy. Dạ. Đêm nào cũng vậy. Đây là cái ngôi nhà của anh chị nè. Đây mưa gió mấy bữa nay nó cũng đã muốn sập rồi. Dạ. Đây thiện vào bên trong quay cho cô bác anh chị xem. Đây cái nhà bên trong này nó đã gãy phía bên này nè. Cây đụng đỉnh nó ngã xuống rồi. Thì nhà này cũng rất là kịp thời khi mà mình tới đây cất nhà cho gia đình này. Đó, cái đụng đỉnh nó đã nghiêng qua một bên rồi đó. Thì rất là sợ, rất là lo cho gia đình khi mà cây cối này nó ngã xuống á. Cũng nguy hiểm cho gia đình. Đây cái nền nhà thì do đây không có đất, gia đình này chỉ có được 3 mét dọn dẹn thôi. Đại thiện làm bề ngang 3 mét, dài 12 mét. Đó như vậy là hết đất luôn, không có hơn được nữa. Nói chung cũng đi tới đi lui nó không được thoải mái lắm nhưng mà cũng ở được ha cô ha. Dạ. Nhà này giống như nhà của chú Danh Long, hôm trước thì cũng đủ 3 mét à. Làm được 3 mét rồi gia đình cũng ở được. Nó chỉ hẹp cái đường đi tới đi lui thôi, chút thôi. Ở cái đó luôn hả? Ừ, nó thôi nữa, đường này để nhà trái. Mấy cái con không có nhà cho vô luôn. Còn hai đứa con trai còn lại. Vậy mà cắt nhà tới đó hả? Rồi, nhà dê gọn dữ lắm đó. Nghĩa nó cắt đường xa, hôm nay xa rồi. Mấy tuần tuổi rồi chị? Được hai ra 1 tháng 2 mấy ngày. Tháng 2 mấy à? Thank you.
Rồi, chúc gia đình chị nhiều sức khỏe ha. Em cũng xin phép về luôn rồi. Dạ. Nước cái hai về không? Dạ dạ. Cố gắng đi, ba bữa nữa có nhà mới rồi. Dạ. Ủa, mà chắc chồng mưa, bảo